Thiện nam tử ví như có châu báu tên là Tịnh Quang Minh đều che khuất tất cả sắc báu. Bồ đề tâm báu của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, đều che khuất công đức của tất cả phàm phu nhị thừa. Thiện nam tử ví như có báu tên là Hỏa Diệm, hay trừ diệt được tất cả đen tối. Bồ đề tâm báu của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, diệt trừ được tất cả đen tối vô tri. Thiện nam tử ví như trong biển có báu vô giá, người đi buôn lượm được, thuyền trở vào thành trăm ngàn vạn thứ mani báu khác, ánh sáng, màu sắc, giá trị đều không bằng được. Bồ đề tâm báu cũng lại như thế, trụ ở trong biển sinh tử, Đại Bồ Tát ngồi thuyền đại nguyện, thâm tâm liên tục, trở vào trong thành giải thoát, công đức nhị thừa đều không bằng được. Thiện nam tử như có bảo châu, tên là Tự Tại Vương ở cõi Diêm Phù Đề, cách mặt trời mặt trăng bốn vạn do tuần. Hết thảy trang nghiêm trong cung mặt trời mặt trăng đều hiện hình bóng đầy đủ trong bảo châu đó. Đại Bồ Tát phát ra Bồ Đề tâm tịnh công đức báu. Cũng lại như thế, trụ ở trong sinh tử, chiếu hư không pháp giới, Phật trí nhật nguyệt, tất cả công đức đều hiện ra ở trong đó. Thiện nam tử ví như có châu báu tên là Tịnh Quang Minh đều che khuất tất cả sắc báu. Bồ đề tâm báu của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, đều che khuất công đức của tất cả phàm phu và nhị thừa. Thiện nam tử ví như có báu tên là Hỏa Diệm, hay trừ diệt được tất cả đen tối. Bồ đề tâm báu của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, diệt trừ được tất cả đen tối vô tri. Thiện nam tử ví như trong biển có báu vô giá, bị người đi buồn lượm được, dùng thuyền trở vào thành, thì trong ngàn vạn thứ mani báu khác, ánh sáng, màu sắc và giá trị đều không bằng được. Bồ đề tâm báu của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trụ ở trong biển sinh tử, Đại Bồ Tát ngồi thuyền đại nguyện, thâm tâm liên tục không dứt, trở vào trong thành giải thoát, thì công đức của hàng nhị thừa đều không bằng được. Thiện nam tử ví như có bảo châu tên là Tự Tại Vương ở châu Diêm Phủ Đề, cách mặt trời mặt trăng bốn vạn do tuần, nhưng hết thảy sự trang nghiêm ở trong cung mặt trời mặt trăng đều hiện hình bóng đầy đủ trong bảo châu đó. Đại Bồ Tát phát ra Bồ Đề tâm thanh tịnh công đức báu, cũng lại như thế, trụ ở trong sinh tử, chiếu soi hư không pháp giới, Phật trí nhật nguyệt, tất cả công đức đều hiện ra ở trong đó. Bốn dụ này nhiếp công đức sơ địa, hoan hỷ địa. Thiện nam tử như có bảo châu tên là Tự Tại Vương, chỗ ánh sáng mặt trời mặt trăng chiếu đến, tất cả tiền tài, châu báu, y phục, các đồ vật có giá trị đều không bằng được châu báu này. Đại Bồ Tát phát Bồ Đề tâm Tự Tại Vương báu cũng lại như thế, chỗ nhất thiết trí quang chiếu đến, ba đời hết thảy trời người nhị thừa, thiện hữu lậu, thiện vô lậu, tất cả công đức đều không bằng được. Thiện nam tử trong biển có báu tên là Hải Tạng, khác hiện các đồ trang nghiêm ở trong biển. Đại Bồ Tát phát Bồ Đề tâm báu cũng lại như thế, khác hiện hiện các đồ trang nghiêm trong biển nhất thiết trí. Thiện nam tử ví như vàng Diêm Phù Đàn trên trời, chỉ trừ tâm vương đại mani báu, các thứ khác không bằng được. Đại Bồ Tát phát Bồ Đề tâm vàng Diêm Phù Đàn cũng lại như thế, chỉ trừ nhất thiết trí tâm vương đại bảo, các thứ khác không bằng được. Thiện nam tử ví như có bảo châu tên là Tự Tại Vương, chỗ ánh sáng mặt trời mặt trăng chiếu đến, tất cả tiền tài châu báu y phục, các đồ vật có giá trị đều không bằng được hạt châu báu này. Đại Bồ Tát phát Bồ Đề tâm Tự Tại Vương báu cũng lại như thế, chỗ nhất thiết trí huệ quang minh chiếu đến, ba đời hết thảy trời người và hàng nhị thừa, thiện hữu lậu và thiện vô lậu, tất cả công đức đều không bằng được Tự Tại tâm báu này. Thiện nam tử ví như trong biển có báu tên là Hải Tạng, khắp hiện các đồ trang nghiêm ở trong biển. Đại Bồ Tát phát Bồ Đề tâm báu cũng lại như thế, khắp hiện hiện các đồ trang nghiêm trong biển nhất thiết trí. Thiện nam tử ví như vàng Diêm Phù Đàn ở trên trời, chỉ trừ tâm vương đại mani báu, các thứ báu khác đều không bằng được. Đại Bồ Tát phát Bồ Đề tâm vàng Diêm Phù Đàn cũng lại như thế, chỉ trừ nhất thiết trí tâm vương đại bảo, các thứ khác đều không bằng được. Ba dụ này nhất công đức của nhị địa, ly cấu địa. Thiện nam tử ví như có người ở trong các loài rồng khéo điều phục được các loài rồng mà được tự tại. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, đắc được Bồ Đề tâm khéo điều phục các loài rồng, ở trong tất cả loài rồng phiền não mà được tự tại. Thiện nam tử ví như dũng sĩ mặc giáp cầm binh khí thì tất cả oán địch không thể hàng phục được. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, mặc giáp cầm binh khí Bồ Đề tâm thì tất cả nghiệp hoặc các ác oán địch không thể khuất phục được. Thiện nam tử ví như hương trên đàn đen trên trời, nếu đốt một chút thì hương thơm tỏa khắp tiểu thiên thế giới, giá trị của hết thảy châu báu trong 3.000 đại thiên thế giới đều không bằng được.
Hương Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Một niệm công đức tỏa khắp pháp giới, tất cả công đức của Thanh Văn Duyên Giác đều không bằng được. Thiện nam tử như hương trên đàn trắng, nếu dùng thoa lên thân thì đều trừ diệt được tất cả nhiệt não, khiến cho khắp thân tâm đều được mát mẻ. Hương Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trừ được tất cả hư vọng, phân biệt, tham sân si, các hoặc nhiệt não, khiến cho đầy đủ trí huệ mát mẻ. Thiện nam tử ví như có người ở trong các loài rồng khéo điều phục được các loài rồng mà đắc được tự tại, toại tâm như ý, Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Đắc được Bồ Đề Tâm, phương pháp khéo điều phục các loài rồng ở trong tất cả loài rồng phiền não mà được nhậm vận tự tại. Thiện nam tử ví như dũng sĩ, thân mặc áo giáp, tay cầm binh khí, thì khiến cho tất cả oán địch không cách gì hàng phục được, ngược lại bị dũng sĩ hàng phục. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, mặc áo giáp, cầm binh khí Bồ Đề Tâm, thì tất cả nghiệp hoặc các ác oán địch không thể khuất phục được. Thiện nam tử ví như hương trên đàn đen trên trời, nếu đốt một chút thì hương thơm tỏa khắp tiểu thiên thế giới, 1.000 thế giới bằng một tiểu thiên thế giới. Dù giá trị của hết thảy châu báu trong 3.000 đại thiên thế giới đều không bằng một chút hương trên đàn đen này. Hương Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, một niệm công đức tỏa khắp pháp giới, tất cả công đức của hàng Thanh Văn Duyên Giác đều không bằng được. Thiện nam tử ví như hương bột trên đàn trắng, nếu dùng thoa lên thân thì đều trừ diệt được tất cả bệnh nhiệt phiền não, khiến cho khắp thân tâm đều được mát mẻ. Hương Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trừ diệt được tất cả hư vọng, phân biệt, tham dục, sân hận, ngu si, các hoặc phiền não, các hoặc nhiệt não, khiến cho viên mãn đầy đủ trí huệ mát mẻ. Bốn dụ này nhiếp công đức của Tam Địa Phát Quang Địa. Thiện nam tử như núi Tu Di, nếu ai gần gũi thì liền đồng màu sắc với núi. Núi Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nếu ai gần gũi thì đều đồng màu sắc với nhất thiết trí. Thiện nam tử ví như cây ban lợi chất Đà La, mùi thơm của vỏ cây này dù mùi thơm của hết thảy hoa bà sư ca, hoa diêm bạc ca, hoa tô mana vân vân cũng đều không bằng được. Cây Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Hương công đức đại nguyện phát ra, dù hương giới định huệ giải thoát tri kiến, các công đức tất cả hàng nhị thừa vô lậu đều không bằng được. Thiện nam tử ví như cây ba lợi chất Đà La, tuy chưa nở hoa nhưng nên biết nơi này sinh ra vô lượng các hoa. Cây Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tuy chưa nở hoa nhất thiết trí nhưng nên biết đây là nơi sinh ra hoa Bồ Đề của vô số trời người. Thiện nam tử ví như hoa ba lợi chất Đà La dùng để ướp y phục một ngày, thì dù hoa diêm bạc ca, hoa bà sư ca, hoa tô mana tuy ướp ngàn năm cũng không bằng được. Hoa Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, một đời huân tập hương các công đức khắp cùng mười phương chỗ tất cả các đức Phật, dù công đức vô lậu của tất cả hàng nhị thừa huân tập trăm ngàn kiếp cũng không bằng được. Thiện nam tử ví như núi Tu Di, nếu ai gần gũi núi thì liền đồng màu sắc với núi Tu Di. Núi Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nếu ai gần gũi thì đều đồng màu sắc với nhất thiết trí huệ. Thiện nam tử ví như cây ba lợi chất Đà La hưởng khắp mùi thơm của vỏ cây này, dù mùi thơm của hết thảy hoa bà sư ca, vũ thời, hoa diêm bạc ca, sắc vàng, hoa tô mana, duyệt ý, vân vân cũng đều không bằng được. Cây Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, hương công đức đại nguyện phát ra, dù hương giới định huệ giải thoát tri kiến các công đức tất cả hàng nhị thừa vô lậu đều không bằng được hương cây Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát. Thiện nam tử ví như cây ba lợi chất Đà La, tuy chưa nở hoa nhưng nên biết nơi này sinh ra vô lượng các hoa. Cây Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tuy chưa nở hoa nhất thiết trí nhưng nên biết đây là nơi sinh ra hoa Bồ Đề của vô số trời người. Thiện nam tử ví như hoa ba lợi chất Đà La, dùng hoa này để ướp y phục một ngày, thì dù hoa diêm bạc ca, hoa bà sư ca, hoa tô mana vân vân tuy ướp ngàn năm cũng không bằng được. Hoa Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế, một đời huân tập hương các công đức khắp cùng mười phương chỗ đạo tràng của tất cả chư Phật, dù công đức vô lậu của tất cả hàng nhị thừa huân tập trải qua trăm ngàn kiếp cũng không bằng được. Bốn dụ này nhiếp công đức của tứ địa diệm huệ địa. Thiện nam tử như trong hải đảo sinh ra cây gia tử, thân rễ, cành lá và hoa quả cây này tất cả chúng sinh luôn lấy dùng, không khi nào gián đoạn. Cây Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng lại như thế,
Từ lúc ban đầu phát khởi tâm bi nguyện cho đến thành Phật, chánh Pháp, trụ thế, thường lợi ích tất cả thế gian không khi nào tạm dứt. Thiện nam tử, ví như thuốc nước, tên là Ha Trạch Ca. Nếu ai dùng một lượng thuốc nước này thì có thể biến 1.000 lượng đồng thành vàng thật, chẳng phải 1.000 lượng đồng biến được thuốc này. Đại Bồ Tát cũng là như thế, dùng thuốc trí huệ hồi hướng Bồ Đề Tâm, khắp biến tất cả nghiệp hoặc các pháp, đều thành tướng nhất thiết trí, chẳng phải nghiệp hoặc biến được tâm ấy. Thiện nam tử, ví như lửa nhỏ, tùy sự thiêu đốt, càng thiêu đốt thì ngọn lửa càng mạnh. Lửa Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng là như thế, tùy sự phan duyên, lửa trí huệ sẽ tăng trưởng. Thiện nam tử, ví như một cái đèn thắp lên trong 1.000 ngọn đèn khác, mà tánh của ngọn đèn đó không giảm, không cùng tận. Đèn Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng là như thế, khắp thắp lên đèn trí huệ của chư Phật ba đời mà đèn tâm đó không giảm, không cùng tận. Thiện nam tử, ví như trong hải đảo sinh ra cây gia tử, thân rễ cành lá và hoa quả cây này cung cấp cho tất cả chúng sinh, thường luôn lấy về dùng, chẳng khi nào gián đoạn. Cây Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng là như thế, từ lúc ban đầu phát khởi tâm bi nguyện cho đến thành Phật, khi chánh pháp trụ thế thì thường lợi ích tất cả thế gian không khi nào gián đoạn. Thiện nam tử, ví như thuốc nước, tên là Ha Trạch Ca, nước sắc vàng. Nếu ai dùng một lượng thuốc nước này thì có thể biến 1.000 lượng đồng thành vàng thật, chứ chẳng phải 1.000 lượng đồng biến được thuốc nước này. Đại Bồ Tát cũng là như thế, dùng thuốc trí huệ, hồi hướng Bồ Đề Tâm khắp biến tất cả nghiệp hoặc các pháp, đều thành tướng nhất thiết trí huệ, chứ chẳng phải nghiệp chướng và mê hoặc biến được Bồ Đề Tâm ấy. Thiện nam tử, ví như lửa nhỏ, bất cứ thiêu đốt chỗ nào, ngọn lửa càng thiêu đốt thì càng mạnh. Lửa Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng là như thế, bất cứ đi đến đâu, lửa trí huệ đó càng ngày càng tăng trưởng. Thiện nam tử, ví như một cái đèn có thể thắp lên trong 1.000 ngọn đèn khác, mà ánh sáng của ngọn đèn đó không giảm, không cùng tận. Đèn Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng là như thế, khắp thắp lên đèn trí huệ của chư Phật ba đời, mà đèn tâm đó không giảm, không cùng tận. Bốn dụ này nhiếp công đức ngũ địa, nan thắng địa. Thiện nam tử, ví như một ngọn đèn đem vào trong phòng tối thì bóng tối 1.000 năm đều phá sạch hết. Đèn Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng là như thế, đem vào trong phòng tâm của chúng sinh thì các nghiệp, phiền não, đủ thứ đen tối chướng ngại, trăm ngàn vạn ước bất khả thuyết kiết đều trừ sạch hết. Thiện nam tử, ví như tim đèn tùy theo lớn nhỏ mà phát ra ánh sáng. Nếu thêm dầu thì ánh sáng trọn chẳng mất. Đèn Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng là như thế. Dùng đại nguyện làm tim đèn, ánh sáng chiếu khắp pháp giới, thêm dầu đại bi giáo hóa chúng sinh, trang nghiêm cõi Phật, thí làm Phật sự không có ngừng nghỉ. Thiện nam tử, ví như tha hóa tự tại thiên vương, đội mão trời vàng thật diêm phủ đàn, thì các đồ trang nghiêm của thiên tử dục giới đều không bằng được. Đại Bồ Tát cũng là như thế, đội mão trời Bồ Đề Tâm đại nguyện thì công đức của tất cả phàm phu và hàng nhị thừa đều không bằng được. Thiện nam tử, như khi sư tử chúa gầm giống, sư tử con nghe được đều tăng thêm sức dũng kiện, nhưng các loài thú khác nghe được thì đều kinh sợ bỏ trốn. Phật, sư tử chúa, Bồ Đề Tâm gầm giống nên biết cũng thế. Các Bồ Tát nghe được thì tăng trưởng công đức, kẻ có sở đắc nghe được đều thối lùi tan mất. Thiện nam tử, ví như có người lấy gân sư tử làm dây đàn, tiếng đàn này tấu lên thì các tiếng đàn khác đều mất. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng gân thân Như Lai, sư tử Ba La Mật làm đàn pháp nhạc, tiếng đàn này tấu lên thì đàn tất cả nam dùng cùng với công đức nhị thừa thể đều diệt hẳn. Thiện nam tử, ví như có người dùng các thứ sữa bỏ dê, giả sử chứa đầy nhiều như biển cả, lấy một giọt sữa sư tử bỏ vào thì đều khiến cho biến hoại, sữa sư tử xuyên thẳng qua không chướng ngại. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, lấy sữa Như Lai sư tử Bồ Đề Tâm bỏ vào trong biển sữa nghiệp phiền não vô lượng kiếp thì đều khiến cho hoại diệt, thẳng qua không chướng ngại, chọn không trụ nơi giải thoát của nhị thừa. Thiện nam tử, ví như một ngọn đèn đem vào trong phòng tối thì bóng tối 1.000 năm đều chiếu sáng hết. Đèn Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng là như thế, đem vào trong phòng tâm của chúng sinh thì tất cả các nghiệp phiền não đủ thứ đen tối chướng ngại, trăm ngàn vạn ước bất khả thuyết kiếp đều trừ sạch hết. Thiện nam tử, ví như tim đèn tùy theo cảnh giới lớn nhỏ mà tỏa ra ánh sáng, tùy thời thêm dầu thì ánh sáng trọn chẳng diệt mất.
Đèn Bồ Đề Tâm của Đại Bồ Tát cũng là như thế, dùng đại nguyện làm tim đèn, ánh sáng chiếu khắp pháp giới, thêm dầu đại bi giáo hóa chúng sinh, trang nghiêm cõi Phật, thí làm Phật sự không khi nào ngừng nghỉ. Thiện nam tử ví như tha hóa tự tại thiên vương, đội mão trời vạn thật diêm phù đàn, thì các đồ trang nghiêm của thiên tử dục giới đều không bằng được. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, đội mão trời Bồ Đề Tâm đại nguyện thì công đức của tất cả phàm phu và nhị thừa đều không bằng được. Thiện nam tử, ví như khi sư tử chúa gầm giống, sư tử con nghe được đều tăng thêm sức dũng kiện, nhưng các loài thú khác nghe được tiếng hống đó thì đều kinh sợ bỏ chạy trốn. Phật sư tử chúa Bồ Đề Tâm gầm giống nên biết cũng lại như thế. Các Bồ Tát nghe được thì tăng trưởng công đức, nhưng hết thảy phàm phu nghe được đều thối lùi tan mất. Thiện nam tử, ví như có người lấy con sư tử làm dây đàn, tiếng đàn này tấu lên thì các tiếng đàn khác đều mất. Đại Bồ Tát cũng là như thế, dùng cân thân Như Lai sư tử Ba La Mật làm đàn pháp nhạc, tiếng đàn này tấu lên thì đàn tất cả nam dùng cùng với công đức nhị thừa thảy đều diệt hẳn. Thiện nam tử, ví như có người dùng các thứ sữa bò dê giả sử chứa đầy nhiều như biển cả, lấy một giọt sữa sư tử bỏ vào trong sữa bò dê thì đều khiến cho biến hoại, sữa sư tử xuyên thẳng qua không chướng ngại. Đại Bồ Tát cũng là như thế, lấy sữa Như Lai sư tử Bồ Đề Tâm bỏ vào trong biển sữa nghiệp phiền não vô lượng kiếp thì đều khiến cho hoại diệt, chẳng qua không chướng ngại, thẳng qua không chướng ngại, chọn không trụ nơi pháp môn giải thoát của nhị thừa. Sáu dụ này nhiếp công đức của lục địa hiện tiền địa. Thiện nam tử, ví như chim ca lăng tần già lúc còn ở trong vỏ trứng đã có đại thế lực, tất cả các chim khác đều không bằng được. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, lúc còn ở trong vỏ sinh tử pháp Bồ Đề Tâm, hết thảy thế lực đại bi công đức thanh văn duyên giác đều không bằng được. Thiện nam tử, như chim đại bàng cánh vàng khi mới sinh ra thì cặp mắt sáng long lanh bay lượn mau chóng, tất cả các chim khác tuy trưởng thành đã lâu mà không bằng được. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, pháp Bồ Đề Tâm làm pháp vương tử trí huệ thanh tịnh, đại bi dũng mãnh tất cả hàng nhị thừa, tùy tu đạo hạnh đã lâu trăm ngàn kiếp mà không bằng được. Thiện nam tử, ví như tráng sĩ, tay cầm mâu nhọn đâm thủng áo giáp dày cứng, xuyên thẳng qua không chướng ngại. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, cầm mâu nhọn Bồ Đề Tâm đâm thủng áo giáp các tà kiến phiền não, xuyên thẳng qua không chướng ngại. Thiện nam tử, ví như đại lực dũng sĩ Mahana già, nếu phấn khởi oai lực thì trên trán sẽ hiện ra bóng ghẻ, nếu bóng ghẻ chưa lặn thì tất cả nhân dân trong cõi Diêm Phủ Đà không thể chế phục được. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nếu khởi đại bi thì chắc chắn sẽ phát Bồ Đề Tâm, nếu chưa xả thì tất cả ma và dân ma thế gian không thể làm hại được. Thiện nam tử, ví như thầy bắn tên có các đệ tử, tùy chưa thực tập kỹ thuật của thầy mà trí huệ phương tiện khéo léo của họ tất cả những người khác không bằng được. Đại Bồ Tát lúc ban đầu phát tâm cũng lại như thế, tùy chưa thực tập hạnh nhất thiết trí mà hết thảy trí nguyện dục giải của ngài, tất cả phàm phu thế gian và hàng nhị thừa đều không bằng được. Thiện nam tử, ví như chim ca lăng tần già mỹ âm lúc còn ở trong vỏ trứng, tiếng của nó rất là hòa nhã và êm tai, có đại thế lực tất cả các chim khác đều không bằng được. Đại Bồ Tát cũng là như thế, lúc còn ở trong vỏ sinh tử phát Bồ Đề Tâm, hết thảy thế lực đại bi công đức thanh văn và duyên giác đều không cách chi sánh bằng được. Thiện nam tử, như chim đại bàng cánh vàng khi mới sinh ra thì cặp mắt rất sáng long lanh bay lượn rất mau chóng, tất cả các chim khác tuy trưởng thành đã rất nhiều năm nhưng so với chim đại bàng cánh vàng mới sinh ra đều không bằng được. Đại Bồ Tát cũng là như thế, pháp Bồ Đề Tâm làm pháp vương tử của Phật, trí huệ thanh tịnh có sức đại bi dũng mãnh, tất cả hàng nhị thừa tùy tu đạo hạnh đã lâu trong trăm ngàn kiếp nhưng không bằng được. Thiện nam tử, ví như tráng sĩ tay cầm mâu nhọn có thể đâm thủng áo giáp dày cứng, xuyên thẳng qua không chướng ngại. Đại Bồ Tát cũng là như thế, cầm mâu nhọn Bồ Đề Tâm đâm thủng áo giáp các tà kiến phiền não, xuyên thẳng qua không chướng ngại. Thiện nam tử, ví như đại lực dũng sĩ Mahanaja voi lớn, khi phấn khởi oai lực thì trên trán sẽ hiện ra bóng ghẻ, nếu bóng ghẻ chưa lặn thì tất cả nhân dân trong cõi Diêm Phù Đề không cách gì có thể chế phục được nó. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nếu khởi đại bi thì chắc chắn sẽ phát Bồ Đề Tâm, nếu tâm chưa xả
thì tất cả ma vương và dân ma thế gian không thể làm hại được.